Không có em, sao anh có thể sống cuộc sống mình muốn được chứ? Sao em lại ngốc như thế? Em hận anh, nhưng em cũng yêu anh. Nói cho em biết, trong lòng anh, em rốt cuộc là gì? Ngay từ đầu, anh đúng thật muốn lợi dụng em, lợi dụng thân phận em tiếp cận bố em. Nhưng sau đó bất tri bất giác, anh rơi vào lưới tình với em. Ngày ba lần nhất định phải chú ý ăn uống. Chào bác sĩ Ngô, chào cô Tiểu Đinh. Nhất định phải làm cho đúng hướng dẫn trên này đó. Lát nữa sau khi tan làm tôi sẽ qua đó sắp xếp trước. Mọi người có thể ghép cặp đi chung sao? 4 giờ bắt đầu. Địa chỉ cho nhập vai phá án. Làm sao để vờ như thường xuyên chơi nhập vai phá án? Gửi, Đinh là Đinh Đại Đại. Cặp đôi năm thần hai quá. Tôi mê quá đi mất. Xem vẫn chưa đã, cô mau update thêm đi. Đinh là Đinh Đại Đại. Đinh là Đinh. Đinh là Đinh. Cận Nam, Châu Thần. Cuối tuần này cậu có muốn đi câu cá không? Được thôi, vậy hẹn ở hồ cạnh kỹ đi. Chúng ta cùng phân cao thấp. Xem ra đã lâu cậu không cảm nhận được cảm giác thất bại rồi. Tiểu Đinh à, sao thế? Viện trưởng của các cô đâu? Gọi anh ta ra đây. Anh ta đi vắng rồi. Anh có chuyện gì có thể nói với tôi? Nhìn xem Nguyệt Nguyệt của nhà tôi bị thương nè. Vợ tôi mua máy uống nước chỗ các cô, chưa dùng được bao lâu đã nổ rồi. Cô lùi qua bên đó đi, dùng chân đá vào cửa 3 lần. Cô yên tâm, hiện giờ phẫu thuật đang rất thuận lợi. Nhưng sao viện trưởng lại biết được thế? Ám hiệu hồi đi học đấy. Chơi nhập vai, vai phá án vui lắm. Rất mất sức đấy. Tôi nghe Tiểu Đinh nói rồi, kịch bản này là về chiến tranh thương trường thời dân quốc. Quan hệ nhân vật vô cùng phức tạp, làm người ta muốn chìm đắm vào chắc là sẽ thú vị lắm. Để tôi xác nhận lại với cô nha. Tiểu thư nhà giàu trong kịch bản này, với công tư báo thù ở trong căn phòng số 2 chúng ta vừa thấy hồi nãy, có tuyến nhiệm vụ riêng với nhau, có phải không? Đúng vậy. Có một người nam vẫn chưa tới. Lát nữa tôi muốn cùng anh ấy làm nhiệm vụ riêng đó. Tôi hiểu rồi, cô chọn vai này là đúng rồi. Tình tiết là kiểu giống như Romeo và Juliet, phiên bản dân quốc đấy. Nếu như cô gái có thể nghĩ cách làm cho chàng trai rung động, còn có thể có kết cục ẩn nữa đó. Kết cục ẩn sao? Bác sĩ Chu, anh thấy kịch bản này thế nào? Nghe nói cơ quan trong căn phòng này rất vui. Có phải là có hơi tối không? Đây chính là ngã rẽ của vận mệnh. Mọi sự lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng tới hướng của câu chuyện. Để em đỡ lấy viên đạn này đi. Không được. Nặc nặc. Anh đừng buồn vì em.
Hy vọng anh có thể buông bỏ thù hận thật sự, sống cuộc sống bản thân mong muốn. Không có em, sao anh có thể sống cuộc sống mình muốn được chứ? Sao em lại ngốc như thế? Em hận anh, nhưng em cũng yêu anh. Nói cho em biết, trong lòng anh, em rốt cuộc là gì? Ngay từ đầu, anh đúng thật muốn lợi dụng em, lợi dụng thân phận em tiếp cận bố em. Nhưng sau đó bất tri bất giác, anh rơi vào lưới tình với em. Hiếm khi có anh chàng nào có thể ra khỏi phòng đó mà không hề hứng với kịch bản này. Chúng tôi cũng đã ghép đôi được 5 cặp nhờ kịch bản này rồi đó. Cô xem thử đi. Chào bác sĩ Chu. Chính là anh ấy đó. Nào bác sĩ Chu, ở đây nè. Sao bây giờ mới tới thế? Xem thử đi. Tiểu Đinh, chỗ cô chọn tôi rất hài lòng. Đúng không? Tôi đã chọn kỹ lắm đó. Môi trường cũng ổn. Cô làm gì vậy? Máy ảnh. Công tử Chu, mau tới đây nào. Ngồi đi, ngồi đi. Bộ quần áo này cũng đẹp trai thật. Bác sĩ Chu đẹp trai chứ? Viện trưởng đẹp trai hơn. Được, đủ người rồi. Vậy chúng ta chính thức bắt đầu nha. Hôm nay những người giàu có chức cao đều tập hợp ở đây. Trên bề mặt là để ăn mừng sinh nhật của thiên kim hãng Trí Viễn, tiểu thư Chu Nhược. Tôi là tôi. Nhưng hành động ám sát hội trưởng đang âm thầm diễn ra. Nhân vật chia làm hai thuộc tính: người bảo vệ và người phục thù. Được rồi, mọi người có thể rút ngẫu nhiên. Truyền xuống dưới. Mọi người phải nhớ thuộc tính ban đầu của mình. Người bảo vệ phải bảo vệ hội trưởng. Người phục thù ám sát hội trưởng. Mọi người chia làm hai phe. Nhưng kết cục của trò chơi sẽ dựa trên quyết định khác nhau của người chơi mà xuất hiện các khả năng khác nhau. Bác sĩ Chu, anh cảm thấy kịch bản này thế nào? Nghe nói trong phòng này có manh mối rất quan trọng. Chà, sao đèn không mở vậy nhỉ? Khoảnh khắc này sẽ là ngã rẽ vận mệnh. Toàn bộ lựa chọn đều ảnh hưởng hướng phát triển của câu chuyện. Để tôi đỡ viên đạn này. Đừng chơi nữa. Thú vị lắm sao? Mới bắt đầu thôi mà. Tôi thật sự không ngờ cô giấu kỹ như thế. Tôi biết hết rồi. Tôi là người bảo vệ, tôi cũng biết anh là người phục thù. Nhiệm vụ của tôi đang nói đến đinh là đinh, mèo là mèo. Tiểu thuyết của cô tôi đọc rồi. Mỗi lần cô tiếp xúc tôi đều là để có thông tin để viết tiểu thuyết. Không. Đây, cô bảo tôi điền thông tin nhân viên, hỏi tôi thích ăn gì, làm gì, cũng vì cái này cả. Cô xếp ca làm của tôi trùng với Ngụy Tấn Nam cũng là vì nhân vật của cô sao? Đúng. Vậy cô làm phẫu thuật với tôi thì sao? Cái đó thì không phải. Không phải. Vậy sao cô phải viết vào đó mà còn thêm mắm dặm muối bảo tôi là Ngụy Tấn Nam, trao tình cảm cho nhau bằng âm thanh? Không phải anh với viện trưởng là Châu Thần với Tấn Nam. Tôi chỉ mượn. Tôi rốt cuộc là gì đối với cô vậy? Một nhân vật được cô mượn ý tưởng, một người có thể để cho cô lợi dụng sao? Xin lỗi. Được rồi. Tôi hiểu rồi. Bác sĩ Chu, trò chơi kết thúc rồi.